Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình 30 ngày thay đổi thói quen. Và hôm nay chúng ta đang ở ngày thứ 26 trong chương trình. Vậy là chỉ còn 4 ngày nữa thôi chúng ta sẽ cán đích trong cuộc hành trình này rồi phải không ạ? Và mình rất vui khi mà trong 25 ngày qua thì mình vẫn luôn luôn được đồng hành với gần 30 bạn. Đấy quả thực là một con số rất là đáng ngạc nhiên đúng không ạ? Và chúng ta đã vượt qua được cái ngưỡng 80-20. Khi mà mới đầu khởi đầu cái hành trình này thì có hơn 60 bạn đồng hành cùng với chúng ta. Nhưng tuy nhiên thì trên chặng đường đó, vì một số lý do nào đó mà có một số bạn đã phải dừng chân và không thể tiếp tục với cuộc hành trình. Và tới ngày thứ 26 ngày hôm nay thì mình vẫn còn đồng hành được cùng với 27 người bạn tất cả. Thực sự đây là một con số mà khiến mình vô cùng ngạc nhiên và vô cùng hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên trong chuỗi hành trình mà mình khởi động dài đến như vậy. Và có một con số thành viên đi theo với mình gần đến như cái chặng đường về đích. Khiến mình thực sự là rất là ngạc nhiên luôn. Vì mình nếu như mà theo hồi đầu mình dự tính thì mình nghĩ là đến lúc cuối của tuần thứ tư này thì sẽ chỉ còn khoảng nhiều nhất là khoảng tầm 15 bạn còn lại ở trong hành trình này thôi. Nhưng mà mình thấy rất ngạc nhiên khi mà hôm qua mình đếm số comment các bạn nộp bài tập thì mình thấy con số nó lên tới gần tới 30, tức là gần tới 50% các thành viên vẫn tiếp tục duy trì và cam kết đồng hành với nhóm trong 30 ngày. Một lần nữa mình cảm ơn và biết ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng với mình. Và mình tin là với 25 ngày vừa qua thì có rất nhiều các thói quen, có rất nhiều những cái phương pháp giúp chúng ta có thể tìm được cái phiên bản tốt nhất cho mình. Có thể chúng ta chưa kịp áp dụng được tất cả những thói quen đó, những cái lời khuyên đó, nhưng mình tin rằng với cái cuốn sổ tay ghi chép rất nhiều những điều bổ ích và thú vị trong suốt 25 ngày qua, từ hai cuốn sách Thay Thói Quen Đổi Cuộc Đời và cuốn sách 30 ngày Thay Đổi Thói Quen, thì mình tin đó chính là những cái cuốn sách gối đầu giường của các bạn, để bất kể khi nào mà các bạn gặp những hoàn cảnh khó khăn hay khi nào bạn gặp trong cái trường hợp công việc không được hiệu quả thì bạn có thể mở ra để xem lại bất kỳ lúc nào, để xem là cái thói quen nào hay những cái bài học nào mình có thể áp dụng để mình lấy lại năng lượng, lấy lại sự tập trung cho công việc của mình. Những ngày gần cuối thì có một số bạn có inbox hỏi với mình là có một số bài tập này mình không thể hoàn thành được vì mình không biết trả lời làm sao. Thì mình luôn luôn nói chúng ta sẽ hoàn thành hơn là hoàn hảo đúng không ạ? Tại thời điểm này, tại thời điểm mà bạn trả lời cái câu hỏi đó, bạn cảm thấy như thế nào? Nếu như mình chưa có câu trả lời, mình vẫn có thể ghi vào là hiện tại thời điểm này tôi vẫn chưa có câu trả lời cho nó. Và chúng ta sẽ quay lại và hoàn thành cái bài tập đó trong những ngày tiếp theo khi mà chúng ta đã tìm ra được câu trả lời cho chính mình. Cái điều quan trọng ở đây đó là các bạn đã ý thức được cái việc là hoàn thành bài tập. Còn có thể là đáp án chúng ta vẫn chưa có, chúng ta vẫn đang trên con đường đi tìm đúng không ạ? Vậy thì cũng đừng quá lo lắng vì cái hành trình phát triển bản thân của chúng ta còn rất là dài. Đây mới chỉ là những bước đầu tiên, những bậc thang đầu tiên trong việc chúng ta thay đổi cái tư duy cũng như là kết nối với những người bạn có cùng tư duy, có cùng mong muốn và mục đích, đó là luôn luôn phát triển bản thân mỗi ngày. Vậy nên là các bạn cũng đừng quá lo lắng nhé. Hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục với một bài học đó của ngày thứ 26. Đó là bài học thực hiện một hành động đẹp. Mình sẽ bắt đầu với nội dung bài học ngày hôm nay luôn nhé. Tôi đang loay hoay với ba chiếc túi và chiếc xe máy trong hầm chung cư. Đột nhiên, một nhân viên bảo vệ chạy đến và bảo: "Để chú giúp cháu." Chú ấy giúp tôi đỗ xe máy và hỏi tôi có cần xách hộ túi đến thang máy không. Tôi cảm động trả lời: "Cảm ơn chú rất nhiều. Thật tuyệt vời, chú thật tốt bụng." Chú mỉm cười: "Thế hôm cháu cho chú hoa quả thì sao? Nó cũng thật tuyệt vời." Tôi mỉm cười, cảm thấy hạnh phúc khi được người lạ quan tâm và nhớ tới hành động của mình. Pha lét rất ngon. Hồi ở Anh, tôi từng làm quản lý tại một nhà hàng chay. Ngày nọ, một vị khách lớn tuổi đến cửa hàng và mua 10 chiếc bánh pha lép. Vài phút sau, tôi thấy bác quay lại. Tôi cố nhìn xung quanh để xem nếu bác có quên đồ gì không.
với một nụ cười rạng rỡ, bác tiến đến phía tôi và nói: "Tôi quên một thứ, tôi quên nói với bạn rằng bạn là một đầu bếp giỏi, phalet bạn làm rất ngon." Tôi cười và cảm ơn bác. Tôi vẫn còn đang hưởng thụ cảm giác được tán dương thì bác tiếp tục: "Tôi nghĩ bạn có thể làm được những gì bạn muốn, dù tôi không biết điều đó là gì. Hãy tiếp tục cố gắng nhé." Tôi không biết nói gì, một cảm giác biết ơn tràn ngập cơ thể và trái tim tôi. Và câu chuyện vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là tác giả đã kể lại những cái hành động đẹp mà tác giả cảm thấy rất là ấn tượng trong trong cuộc sống, đúng không ạ, mà tác giả đã từng được gặp và được cảm nhận trải nghiệm nó. Và với cái nội dung ngày hôm nay đó là thực hiện một hành động đẹp thì mình cũng xin thực hành luôn. Và mình có một câu chuyện cũng như là một có thể nói là mình xin được gieo hạt cho các bạn cái câu chuyện cây bút mà mình rất là tâm đắc trong khóa học DCI của level 1. Câu chuyện này thì có thể có một số bạn đã được nghe, nhưng nếu như mà bạn có duyên được nghe lại một lần nữa thì mình tin là câu chuyện cây bút đó cũng đang nhắc nhở bạn một điều gì đó, đúng không ạ? Bây giờ thì mình xin phép bắt đầu kể câu chuyện cây bút nhé. Đây các bạn có thể nhìn thấy trên tay mình đang cầm một vật gì đấy ạ? Đây đúng không ạ? Đây chính là một cây bút đúng không ạ? Chắc hẳn chúng ta khi mà cứ nhìn thấy cái hình ảnh như này và một vật nào đó bất kỳ nó có cái hình dạng như thế này thì chúng ta sẽ nghĩ rằng nó là cây bút đúng không ạ? Vậy nếu như bây giờ thì mình đặt cái cây bút này xuống và mình đặt xuống và sau đó mình đi đâu đó làm việc và có một chú chó chạy lại tới thì bây giờ thì cái cây bút đối với chú chó nó sẽ là vật gì ạ? Đúng rồi ạ, có thể là chiếc xương, chú chó nghĩ đó là một cục xương đúng không ạ? Hoặc là chú chó nghĩ đó là vật đồ, một cái món đồ chơi nào đó mà chú chó có thể gặp à? Đúng không ạ? Vậy thì cùng là một sự vật này, tại sao khi chúng ta lại nghĩ nó là cây bút? Theo tiềm thức của chúng ta từng biết được đây là hình ảnh của cây bút, còn chú chó lại nghĩ đó là cục xương hay là một món đồ chơi ạ? Vậy thì ở đây bài học của chúng ta rút ra là gì ạ? Có ai... nếu như chúng ta nghĩ là cây bút và chú chó nghĩ là cục xương, vậy thì ai đúng ạ? Cả hai đều đúng ạ, cả con người và cả con chó đều đúng. Vậy thì bài học chúng ta rút ra ở đây là gì ạ? Bài học rút ra ở đây chúng ta rút ra đó là không có đúng và không có sai đối bất kể một sự vật sự việc nào, trừ những điều mà chúng ta đã được quy thành luật hoặc là đã có quy định giao ước sẵn. Ví dụ như cái việc là vượt đèn đỏ là vi phạm giao thông đúng không ạ? Thì đó là những cái quy ước quy định đã được luật pháp ban hành và đã được sự thỏa thuận của chúng ta với pháp luật. Còn với một sự vật bất kỳ thì hoàn toàn là không có đúng, không có sai. Vì vậy chúng ta sẽ không phán xét người đối diện khi cái quan điểm của họ hay những cái nhận định của họ không giống với mình thì mình phủ định họ là họ sai, đúng không ạ? Vì sự vật đây không có đúng, không có sai. Có thể là họ đúng so với họ, nhưng họ không đúng so với chúng ta. Vì vậy chúng ta nên tôn trọng thế giới quan của họ. Và bài học thứ nhất mà câu chuyện cây bút muốn nhắn nhủ chúng ta đó là không có đúng, không có sai. Và mọi việc chúng ta sẽ không phán xét bất kỳ điều gì. Chúng ta nên tôn trọng thế giới quan của người khác. Vậy thì nếu như bây giờ mình lại đặt chiếc bút này ở trong một cái phòng không, và bây giờ cả mình và cả con chú chó cùng đi ra ngoài ạ, chỉ có một mình cây bút ở trong căn phòng trống không đó ạ, thì cây bút có còn là cây bút hay là còn là đồ chơi nữa không ạ? Không còn đúng không ạ? Vì khi mà không có chủ thể tác động lên cây bút thì cây bút sẽ không còn trở thành cây bút hay là trở thành một món đồ chơi nữa. Vậy nên là bài học thứ hai ở đây cho chúng ta biết rằng mọi sự vật đều có tính không của nó. Nó chỉ có ý nghĩa khi mà nó có chủ thể tác động lên nó thôi ạ. Đúng không ạ? Ví dụ như chúng ta, khi mà chúng ta ở nhà thì chúng ta với cương vị là mẹ. Khi mà chúng ta đi ra ngoài xã hội thì chúng ta có thể là một nhân viên, một người anh, một người bạn hay một người chị của bất kỳ ai đó. Đúng không ạ? Và chúng ta có cái tiềm năng là có thể trở thành bất kỳ một cái... một cái trọng trách nào đó nếu như chúng ta ở mỗi một môi trường khác nhau. Và nếu như bây giờ cùng một lúc mình bước vào trước thì mình nhìn thấy cái vật để ở trong phòng đó thì mình sẽ nhìn thấy là cây bút đúng không ạ? Nhưng nếu như chú chó bây giờ cũng cùng một lúc bước vào
cùng với mình, thì chú chó lại nhìn đó là khúc xương. Vậy tại sao cùng một lúc mà cùng một sự vật lại nghĩ mà hai người, một người là nhìn thấy bút và một người là nhìn thấy đồ vật, nó lại cùng một lúc lại trở thành hai khái niệm khác nhau ạ? Vậy thì cái cây bút này nó xuất phát từ chính chúng ta hay là cây bút này xuất phát từ nó ạ? Nếu như mà cây bút xuất phát từ nó, đúng không ạ, thì con chó cũng phải nhìn thấy đây là cây bút chứ ạ, đúng không ạ? Vậy thì kết luận ở đây đó chính là mọi vật, mọi sự vật đều xuất phát từ chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta nhìn thấy cây bút đó là do chúng ta đã có những cái hạt trước đó nhìn thấy hình ảnh này và biết đây là cây bút. Còn con chó thì trong tiềm thức của nó hay là trong những cái vật mà chúng nó nhìn thấy thì nó chỉ biết đây là món đồ chơi thôi, vì nó cũng không biết dùng cái này gọi là cây bút được. Vậy nên là mọi vật đều xuất phát từ phía chúng ta. Và trong DCI thì có một cái vẩy tay thần thánh, tức là mọi sự vật đến với ta đều là do ta, đúng không ạ? Đều là do xuất phát từ chính chúng ta. Vậy nên là nếu như mà bạn gặp những cái điều gì đó trong cuộc sống, nếu như bạn cảm thấy chưa vừa ý và cảm thấy nó là một điều tiêu cực, thì bạn hãy có thể là suy nghĩ lại xem là trước đó mình đã có những cái hành động gì và tại sao. Mình lấy ví dụ đơn cử, có một người, tại sao cùng là một người tiếp xúc nhưng với hai người bạn khác nhau lại cho ra hai cái nhận xét khác nhau về người bạn đó ạ? Vì mọi những cái nhận định đều xuất phát từ cái người bạn, từ xuất phát từ chúng ta nhận định về cái người bạn đó, chứ không phải là do người bạn đó ấn định là tôi là người như thế này, đúng không ạ? Thế nên là kết luận ở đây đó chính là mọi việc đều xuất phát từ chính ta, từ tâm thức của chúng ta. Và nếu như có người nói là nếu như mà mọi vật đều xuất phát từ chúng ta thì từ tâm thức của chúng ta, vậy thì tôi có thể là gửi gắm những cái suy nghĩ tích cực, những cái niềm tin tích cực của tôi gửi vào cây bút và mong là cây bút này sẽ hóa thành một cục vàng nào đó, đúng không ạ? Mình là một người rất là tích cực và mình nghĩ rằng cái cây bút này nó sẽ trở thành một cục vàng cho mình ạ. Và người ta cứ cầu nguyện như vậy. Vậy thì sau khi mở mắt ra, cây bút này có thể trở thành vàng được không ạ? Chắc chắn là không, đúng không ạ? Cây bút nó sẽ vẫn chỉ là cây bút. Và mọi vật, mọi việc không thể đến từ việc chúng ta chỉ cầu nguyện không thôi. Vì bản chất sự vật nó vẫn là như vậy. Chúng ta chỉ có thể thay đổi được nếu như mà chúng ta biết cách gieo những cái hạt giống tốt. Tôi biết đây là cây bút tại vì trong hàng rất nhiều các hạt mà tôi đã tiếp nhận trước đây thì cái hạt giống về cây bút, hình ảnh của cây bút đã ghim vào đầu của tôi đây là cây bút, đúng không ạ? Vậy nên là nếu như mình muốn tiếp nhận được những cái hạt giống tốt thì mình hãy gieo những hạt giống tốt. Và hôm nay thì nhân lúc mà chia sẻ về câu chuyện cây bút thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái 10 đức hạnh, hay còn 10 cái đức hạnh, 10 thiện nghiệp này, để các bạn có thể là bất kể khi nào muốn gieo một hạt giống nào tốt thì các bạn cũng có thể là dựa vào cái 10 đức hạnh này. Cái đức hạnh đầu tiên đó là bảo vệ sự sống. Sự bảo vệ sự sống ở đây thì rất đơn giản thôi, có thể là bạn không sát sinh này, hoặc là bạn không giết hại côn trùng động vật, hoặc là bạn cứu giúp những động vật đang bị hại này, hoặc là bị thương gì đó, bạn chăm sóc cũng là cái sự bảo vệ sự sống của bạn. Cái đức hạnh thứ hai, hạt giống thứ hai đấy là hạt giống về sự hào phóng rộng lượng, cái sự cho đi của bạn. Sự cho đi ở đây nó không chỉ là sự cho đi về vật chất mà nó còn có thể là sự cho đi về tinh thần, sự an ủi động viên của bạn với một người bạn nào đó khi đang gặp khó khăn, hoặc là khi người bạn đó đang cảm thấy buồn bã. Và sự cho đi ở đây thì nó còn có thể là cái sự cho đi về tri thức, về những điều mà bạn biết, những điều mà bạn cảm thấy bạn học hỏi và bạn phát huy được rất là nhiều, thì đó cũng là sự cho đi. Tiếp theo, cái đức hạnh thứ ba đấy là tôn trọng những mối quan hệ. Tôn trọng những mối quan hệ ở đây bạn có thể hiểu đó là bạn có thể là hàn gắn, kết nối những mối quan hệ với nhau. Ví dụ như là bạn giới thiệu, bạn sử dụng sản phẩm này tốt, bạn giới thiệu cho người A, giới thiệu cho người B, hoặc là bạn giúp những người nào đó đang gặp xích mích hàn gắn lại với nhau. Đấy cũng là cái sự tôn trọng mối quan hệ. Cái đức hạnh đức hạnh thứ tư đấy chính là nói sự thật. Nói sự thật ở đây tức là mình luôn luôn tôn trọng sự thật, đúng không ạ? Mình không nói những điều dối trá. Thì là một cái mà mình nghĩ là mọi người có thể thường xuyên gieo những cái hạt này rất là tốt, đúng không ạ? Nếu như mình đã hứa với con mình thì mình nên thực hiện với con mình. Mình hứa với ai làm điều gì đó thì mình nên đến đúng giờ, đúng không ạ? Cái đức hạnh thứ 5 đó là
mang mọi người đến với nhau, đúng không ạ? Nếu như mà trong một tập thể bạn là một người rất là hòa đồng, gắn kết mọi người lại, tạo sự đoàn kết lại trong cộng đồng, thì bạn chính là người đang gieo những cái hạt mà mang mọi người đến với nhau đấy ạ. Cái hạt thứ 6 chính là hạt nói lời tử tế. Ở đây cái việc nói lời tử tế đó là khi mà chúng ta sử dụng cái lời nói của chúng ta thì chúng ta cần phải có sự cân nhắc để tránh làm tổn thương, hoặc là cái việc đơn giản đó là chúng ta chủ động chào hỏi người khác thôi. Đấy cũng là một cách để gieo cái hạt nói lời tử tế. Hạt thứ 7 đấy chính là nói lời có mục đích. Cái này thì phụ nữ của chúng ta rất là cần phải lưu tâm ạ. Tại vì cái việc mà đơn giản chúng ta hay ngồi tán phét này, hay chúng ta ngồi buôn chuyện thôi, nói những cái chuyện tồng phào nó không liên quan, thì đó cũng là một cái mà chúng ta đang phạm vào cái hạt đó là nói lời có ý nghĩa đấy ạ. Và chúng ta sẽ dành cái thời gian đó để chúng ta có thể là học lắng nghe này, hoặc là thảo luận những cái điều nó có ý nghĩa hơn. Hạt thứ 8 đó chính là hạt vui sướng với may mắn của người khác. Cái hạt này thì chúng ta có thể thực hành bằng cách đó là chúng ta chúc mừng, hoặc chúng ta cảm thấy là có thể là chung vui với những ai đó mà họ đạt được những cái điều thành công trong cuộc sống, và chúng ta luôn luôn cảm thấy ghi nhận và đánh giá cái những cái việc làm của người khác dành cho chúng ta, thì đó là một cách để chúng ta có thể thực hành cái hạt mà vui sướng với may mắn của người khác. Và hạt thứ 9 đó chính là hạt mà đồng cảm với người khác. Bất kể khi nào mà chúng ta gặp những người mà có những cái hoàn cảnh éo le này, hoặc là những cái sự khó khăn trong cuộc sống, nếu như chúng ta không thể giúp đỡ họ thì ít nhất chúng ta hãy cảm thấy đồng cảm và cảm thấy thương cảm cho họ. Chúng ta gửi những lời chúc từ tâm của chúng ta là mong họ sẽ sớm mau qua được cái khó khăn đó, và họ sẽ hạnh phúc hơn trong cuộc sống. Thì đấy cũng là một cách để chúng ta thực hành cái sự đồng cảm với người khác. Và cuối cùng đó chính là cái hạt về thế giới quan đúng đắn và nhớ về cây bút. Nếu như mà 9 hạt trên nhiều khi mình không thể nhớ hết được, thì cái việc mà nhớ về cái việc thế giới quan đúng đắn, những cái tư duy tích cực, và đơn giản nhớ về câu chuyện cây bút mà hôm nay mình đã kể cho bạn, nếu các bạn có thể nghe đi nghe lại nhiều lần và nhớ nó thành của mình, và mình đi chia sẻ cho người khác, thì đấy là một điều cực kỳ ý nghĩa đấy ạ. Và mình tin với những ai đã nghe câu chuyện cây bút này rồi thì cuộc sống của họ sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Bất kể sự việc nào đến với họ, họ cũng sẽ bình tâm hơn, và họ đón nhận nó một cách thoải mái hơn, vì họ biết mọi thứ đều đến từ mình và họ sẽ sửa những cái hạt xấu của mình. Mọi người thì sẽ thường hay có những cái thắc mắc là tại sao mình không làm những cái hành động đó, mà tại sao những cái việc không hay nó lại đến với mình. Thì các bạn hãy nhớ là một hạt nhỏ được gieo ra nó sẽ trở thành một cái cây rất là khổng lồ. Vậy nên là chỉ cần một hành động nhỏ thôi thì cái kết quả, cái quả mà bạn nhận lại nó sẽ rất là lớn đấy ạ. Vậy nên hãy ý thức với mỗi hạt mà mình gieo, ý thức với mỗi hành động, lời nói của mình dành cho người khác hay dành cho chính bản thân mình, để mình luôn luôn đón nhận được những cái hạt tích cực hơn, những hạt tốt đẹp hơn đến với mình. Mình biết ơn, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, đã đón nhận cái câu chuyện cây bút mà mình kể cho các bạn này. Và mình tin đây là một bài học của ngày 26 rất là ý nghĩa. Hãy lưu lại nó và nghe lại nó mỗi lần. Và nếu như bạn thuộc được câu chuyện cây bút thì đó là một điều cực kỳ tuyệt vời. Hãy gieo nó, hãy kể nó cho kể cả với con của mình hay với những người đồng nghiệp, người bạn bè của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe mình. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào ngày thứ 27. Bye.